Xin chào cô chú, hôm nay con đi ăn VIP mà có thịt với có phổ luôn, có sushi, có takoyaki, với có nửa kem nhiều, có món ăn nhiều, có bánh nhiều luôn, có trắng miệng chăm chăm với có tôm luộc luôn, tôm luộc mấy cái ta một, hai, ba, bốn, năm cái luôn, ba cắt thịt bò thấy ngon lắm, nhưng mà chủ này mất tiền quá à. Con ăn thử sushi mà cũng ngon lắm rồi cô chú Con muốn ăn phở đây đi chỗ phở ăn mà phở Con lấy phở thôi không, không mở nước dư đó Rồi ba đi xin phở nước Làm con ve muốn chết luôn Nè ba chấm rồi cho con đúng không Ba gấp cho con ăn luôn nè con nhảy Tên 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 Chị nè Thịt bò cũng ngon lắm này cô chú Thấy con mắt bự không? Thấy ngon mà con mắt cười luôn Ở đây là con giáp rồi qua đây không được nè Không quay được luôn tại có người ta nhiều Rồi không xem được rồi con năng ăn mẹ quay thôi Ba thương con nhất con cũng thương ba nhất ở đây là không có chôm chôm tươi mà chôm chôm lạnh thôi Ba ăn phở thấy ngon hơn ta ở phía phê là mẹ làm giống nhau phở hơn ta món hàn quốc ngon luôn nhưng mà món miền nam ngon hơn rồi con tại sao con đi việt nam ăn luôn con hôm nay quay đến tay thôi bye bye cô trước.